Dạ, 27 tháng 9 em review cho bà con xem một con phát cỏ trục băm ạ. Con này là hàng bãi Nhật, đường giao 7 tấc. Thì con này là nhập nguyên chiếc ạ. Thì hôm bữa em có về thì nhìn nó bụi bặm, nó xấu xấu thì em chưa rửa, chưa dọn gì hết ạ. Hôm nay em rửa sạch sẽ dọn rồi. Con này thì zin đét từ đầu đến đuôi ạ. Không có sơn dặm tút một chỗ nào hết ạ. Đây, máy thì EH25, 8 ngựa rưỡi. Đó, thế hình thức nó như vậy đây, bà em xoáy kỹ cho bà con này. Cái thắng nó còn vàng ươm này. Đó. Tất cả đồ đạc này còn như này thôi là đẹp lắm rồi ạ. Thì hôm bữa có khách dặn là báo em là chọn cho em, chọn cho khách một con phát cỏ trục băm. Thì em đưa hình lúc mà chưa dọn á, thì khách nói là kiếm có đẹp hơn, nhưng mà thực ra thì những cái dòng băm này thì cỡ này là cũng là hết rồi đó. Không nhất thì nhì rồi, chứ cũng không thể hơn được nữa đâu. Em xem, quay cho bà con xem. Đồ đạc thì liền lạc, tất cả các chức năng đều còn ok hết. Như này là quá đẹp rồi, tại vì hàng đã qua sử dụng, hàng bãi mà. Thì như này là đẹp rồi, chứ còn đòi hỏi mà đẹp hơn nữa thì em cũng chịu luôn. Bô này nó còn chưa đen mà, nó mới, nó còn trắng nguyên mà. Đó, thì như vậy thôi là đẹp, hàng bãi như vậy thôi. Thì con này đường giao 7 tấc. Thì bà con nào mà xem thì trên video thì cũng có nhiều người ta test rồi. Thì em công việc em quá nhiều nên em không có test được đâu ạ. Em chỉ quay con xem thôi. Đây là cái lưỡi dao của nó này. Đó, lưỡi dao đó. Còn em chỉ nổ test sơ thôi, chứ còn em không ra vườn được ạ. Tại vì do công việc của em nó quá nhiều. Thì các cái dòng này thì bây giờ nó rất là hiếm ạ, mà giá nó cũng rất là cao, cho nên là bà con mà xem thì cũng nên tham khảo ạ. Nó trên dưới 30 triệu đấy, chứ không có ít đâu ạ. Dạ. Đấy, thì con này nó có một tầng nhanh chậm. Một tầng nhanh chậm này, một lùi hai tới. Thì đây bật công tắc này giật này. Máy thì ok, chỉ giật nhẹ cái nó. Dây nó ngắn quá nhưng mà em chưa thay đâu ạ. Đây là kìa, cần này, cần đây là cần Amazon là tới này. Đó. Tới này, tới chậm này. Bên này là tới chậm, tới nhanh. 1, 2, tới lùi. Đó. Đây là bên này là dao ạ. Đó, dao này. Đây là dao. Bốn tới hai lùi đó. Hình thức thì nó như vậy đó, bà con xem là biết rồi, nó đẹp như thế nào rồi. Như em chưa dọn chưa rửa thì nhiều khách cứ kêu là xấu, nhưng mà thực ra những dòng như này như vậy là đẹp hết cỡ rồi đó. Để mà tìm được một con mà đẹp như thế này là rất là hiếm ạ, hiếm luôn đấy ạ, chứ không phải là có nhiều đâu ạ. Vì hàng này về đến đâu là khách đều chốt đấy. Cái mặt này thì hơi méo tí rồi, em chưa có sửa rồi sửa sau. Đó, em quay lại sơ cho bà con xem một lần nữa. 148 kg. Như này là đẹp lắm rồi ạ. Đó. Rồi, bà con nào mà có nhu cầu thì liên hệ em 0982411160.